Hello các bạn nha. Thì hôm nay Vinh sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn về học tiếng Anh về lập trình CNC ha. Thì nếu mà các bạn nào muốn du học này kia thì các bạn cũng cần phải những cái kiến thức này, nếu qua nó cũng học lại để xem ha. Thì bây giờ mình tiếp tục vô vấn đề. Hôm nay mình sẽ học về twist twist drill ha. Thì cái từ twist bạn nghe là đọc là tờ twist twist sắc twist, nhưng mà cái chữ S này ha bạn sẽ đọc là twist, hay không? Twist, twist, drill, ha ha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ dịch. Thì bài kỳ trước chúng ta đã học center spot drill rồi, đúng không? Thì center spot drill là sao các bạn? Là chúng ta cần phải định tâm cái lỗ trước. Đó, tại vì nếu mà không có cái center spot drill này, center drill hoặc là spot drill, chúng ta sẽ khi mà cái mũi khoan mà nó vô nó sẽ không có đi thẳng được, nó sẽ không có chính xác. Thì chúng ta cần phải có cái định tâm nó trước ha, là phải có một cái lỗ mồi á, phải có một cái đồ mồi vô cho nó bén trước, định tâm cho nó chính xác thì mình mới khoan được ha. Tại vì cái mũi khoan nó không có phải là cái con dao dao để mà cái con dao để mà khoan lỗ thôi, nhưng mà phải có một cái con dao định tâm thì cái mũi khoan nó chính xác nha các bạn. Ok, thì cái dao này nó dao là dao lấy tâm ha. Center drill hay là spot drill thì nó sẽ có những cái độ này ha. Thì nó sẽ tùy thuộc vào khách hàng người ta muốn bao nhiêu, thì chúng ta sẽ lấy cái đó để mà phù hợp. Thì mà thường thường mình đa số mình sẽ lấy khoảng 90 độ ha. Còn 60 độ này là dành cho những cái cây này. Center drill bit nè, cái góc này ở trên này là 60, còn cái góc nhỏ này nè là 90 ha. Đó, nó sẽ có nhiều cái loại như vậy ha. Rồi bây giờ hôm nay bài học chúng ta sẽ là twist drill. Thì sau khi mà chúng ta ôn lại những cái bài trước thì bây giờ chúng ta sẽ học những cái bài mới, đó là twist drill, là cái mũi khoan ha. Ok, thì mũi khoan nó sẽ có chức năng cái hình như vậy ha. Thì tên tiếng Anh của nó là twist drill, các bạn có thể ghi từ vựng mới. Ok, thì sau đây chúng ta sẽ có cái này thì chúng ta sẽ có gọi là split Boise angle. Thì trong này chúng ta sẽ có tin, cobble, round and roll ha. Cái roll này á, đó là 118 nè, 118 độ ha, rồi 135 độ. Thì các bạn biết là cái mũi khoan của chúng ta tình hình chung nó là nó sẽ tạo ra một góc 135 độ ha, tại góc bẹt này nè. Đó, thì như một cái mái nhà vậy đó thì nó khoan nó mới mạnh được, chứ ví dụ như nó nhọn quá vậy là nó khoan thì nó yếu à, nó phải mạnh như vậy nè, đó thì nó mới đẩy được chip. Ok, thì đây đó là cái tên tên của nó ha. Thì như các bạn thấy nè, màu đen này á, từ các bạn nhìn từ bên này qua bên kia ha, từ 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 bên này là bên trái, bên phải sang trái ha, từ phải sang trái. Thì cái hình rô này nè, các bạn nhìn vô vật liệu này nè, thì cái này nó sẽ thích hợp cho những cái kim loại mềm ha. Rồi từ cái hàng này trở đi, từ hàng round, cobble và hàng tin trở đi á, thì những cái mũi khoan nó cứng hơn thì chúng ta sẽ khoan với lại sắt và những cái loại cứng hơn như là sắt không rỉ 303, 704. Đó, thì tùy thuộc vào cái mũi drill thì các bạn vô, các bạn chỉ cần thấy cái tin nè, đó là các bạn có thể dùng được cho những cái loại sắt thông thường ha. Hoặc là cobble thì cobble nó cũng khỏe ha. Nhưng mà cái loại mà round hoặc là roller này á thì nó sẽ dễ dàng với lại những cái brass nè, rồi copper là đồng nè, aluminium là nhôm nè, đó. Alright, rồi bây giờ mình sẽ học thêm. Thì trong cái bộ phận của cái drill nó sẽ có những cái từ tiếng Anh này, thì các bạn nhớ để gọi ha. Đó. Thì khi mà mình thì chúng ta sẽ nhìn ha, thì cái này nó gọi là drill diameter. Thì drill diameter có nghĩa là bán kính của không, drill diameter là đường kính,
Diameter có nghĩa là đường kính. Đường kính drill. Drill là gì? Drill là mũi khoan. Thì chúng ta sẽ đọc là chúng ta sẽ có hai cái ha, một cái gọi là hai cái tên gọi cho cái mũi khoan đó là drill hay còn gọi là twist, twist drill hoặc là drill thì cũng có gọi chung cho là mũi khoan ha. Thì drill diameter có nghĩa là đường kính của cái mũi khoan. Còn mà nó gọi là drill axis ha. Thì axis có nghĩa là tọa độ ha. Tọa độ tâm á bạn, drill thì có nghĩa là tọa độ ha. Axis giống như là những cái trục ha, trục axis, axis drill có nghĩa là trục trục giữa nè đó. Còn cái này á từ cái điểm tip, từ cái điểm này tới này thì nó gọi là tip nha. Tip là cái nail hay là gì đó các bạn, tip là cái móng tay nè, cái đỉnh tip thì nó gọi là cái đỉnh đỉnh. Còn cái body, cái body thì chúng ta sẽ gọi là từ từ cái lúc mà nó xoắn, cái lưỡi mà nó xoắn từ cái điểm tip mũi 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 khoan cho đến cái đoạn đoạn mà nó xoắn của cái đường cuối cùng ha. Cái nó, các bạn thấy là nó xoắn cho tới mức này nó ngừng lại thì chúng ta gọi nó là body, body của cái drill. Rồi còn cái hàng xăng này đó thì cái hàng xăng này đó, là cái hàng nó không có cái lưỡi, nó chỉ là một cái đường kính trơn tru. Thì cái này nó phải trơn và sạch đẹp để mà mình gắn vô cái gì đó ha, mình gắn vô cái gắn vô cái holder, nó gắn vô cái đồ mà giữ á. À, thì nó gọi là cái xăng ha, gọi là cái xăng ha. Còn helix angle, helix angle là cái đường nó xoắn ốc các bạn, thì cái angle là cái đường nó xéo, nó sẽ có angle đặc biệt cho cái mũi khoan ha. Thì nó sẽ có nhiều cái loại angle. Rồi ok, flute là cái gì? Flute, flute có nghĩa là lưỡi cắt ha các bạn. Flute là lưỡi cắt, nhớ các bạn nhớ nha, flute là lưỡi cắt. Ok, thì ở trên này chúng ta sẽ dịch xong rồi ha. Còn cái này nó gọi là merging. Merging ha, merging. Thì mình merging có nghĩa là cái đoạn để mà nó cái giống như là cái độ dày của cái lưỡi cắt ngay cái điểm tip, ngay cái đỉnh của lưỡi cắt thì gọi là merging. Các bạn nhìn cái hình nè ha. Đó. Rồi cái hàng này nó gọi là chisel. Chisel at angle. À, thì các bạn nhìn cái hình thì các bạn nhớ luôn cái chisel là gì? Cái chisel là cái dùi đục các bạn, cái dùi đục. Cái dùi đục thì cái đó ha, mình nhìn ha. Rồi còn cái hàng này gọi là cutting lip. Cutting lip có nghĩa là lưỡi cắt ha, lưỡi cắt. Còn các bạn nhớ cái chữ nè, cutting lip là cái khúc này là nó cắt chip nè, còn cái margin ở đây á, là cái độ dày của cái lưỡi, margin ha. Cutting lip và margin thì các bạn nhớ là cutting lip là cái lưỡi để mà nó cắt thì cái đó là cái phần chính. Còn cái margin có nghĩa là cái độ dày của cái lưỡi nha các bạn. Ồ ấy. Rồi, chisel S các bạn không? Chisel S thì à, chisel S thì giống như các bạn mình đã nói từ đầu video, chúng ta cần phải có một lỗ định tâm trước. Đó là tại sao? Tại vì cái mũi của mũi khoan các bạn nó là cái dùi đục thôi chứ nó không phải là cái lưỡi cắt. Mà cái đồ mà nó cắt thật sự là nó nằm ở cái cutting lip này, cutting lip này ha. Đó là tại sao nếu mà chúng ta không có cái lỗ, chúng ta không có cái lỗ có cái mũi định tâm á vào trước, mà chúng ta chỉ có một cái mũi khoan mà chúng ta đi thôi, thì cái lỗ của chúng ta nó sẽ wobbling, nhớ không? Wobbling thì có nghĩa là bị rung lắc, nó không có vững. Đó. Nếu như mà cái lỗ định tâm của chúng ta đi xuống trước xong rồi mũi khoan đi vô sau á thì mũi khoan của chúng ta nó sẽ thẳng, là tại vì nó đã loại bỏ đi cái hằng cái vòng tròn này rồi nè bạn thấy không? Đó. Ok. Thì cái này ha, chúng ta không cần phải học kỹ hơn này, chúng ta chỉ cần phải biết là những cái từ này thôi ha. Rồi boy
Point angle nè, đó. Flank nè, không? Cutting leaf nè, không? Các bạn thấy không? Còn này gọi là face ha. Đó, thì cái mũi khoan nó chỉ có những cái bộ phận như vậy thì mình học để mình biết thôi. Thì khi mà mình vào thực tế thì chúng ta sẽ cần phải biết cái gì? Chúng ta cần phải biết cái drill này AMD, thì chúng ta cần phải biết đường kính của cái mũi khoan để mình cho một cái lỗ nó đúng. Rồi cái tip này chúng ta cần phải biết để chúng ta tùy thuộc vào cái độ sâu bao nhiêu mà chúng ta tính ha. Tại vì khi mà người ta tính độ sâu á là người ta tính từ cái body này các bạn thấy không? Tính từ cái điểm này về sau, còn nó không có tính cái hàng tip nha. Nó không có tính tip. Nó không có tính cái mũi. Nó tính từ cái lưỡi cắt, nó tính từ cái hàng lưỡi cắt này. Đó, từ cái lưỡi cắt này đi về sau, ví dụ như sản phẩm của chúng ta á, nó sẽ sâu bao nhiêu, là sâu 300 thì nó phải sâu đúng 300, thì chúng ta phải tính từ đây nè, 300 đi sâu xuống cộng thêm cái hàng này nữa, nhiều khi đó các bạn hiểu không, thì nó phải là 350 thì nó mới đúng cái độ sâu đó, bạn hiểu ý mình nói không? Đó. Thì chúng ta sẽ học thêm về một số nữa, đó là đây thì twist drill, thì chúng ta sẽ học twist drills are available in many diameters and lengths. Thì ở đây câu này nói mình dịch là mũi khoan nó có rất là nhiều cái đường kính khác nhau và chiều dài khác nhau. Ok, usually made of high speed steel carbide or cobalt. Ok, thường thì nó sẽ làm bằng steel là sắt nè, cobalt là nó nặng hơn, nó mạnh hơn sắt, rồi carbide là chùm cuối ha, carbide cứng, cobalt ha. Rồi, they may also be coated with titanium nitride tin for longer life. Thì đây, this is cái màu này là màu tin này không? Titanium titanium nitride. Các bạn thấy không? Đó, thì cái đó là titanium nitride. Titanium nitride thì viết tắt là tin. Tin, right? Alright. For longer life. Để chi? Longer là dài, life là mạng sống. Thì khi mà cái mũi khoan mà nó được áo một cái lớp bảo vệ, ví dụ như là tin nitride, thì nó sẽ bền bỉ hơn. Đó, titanium nitride ha. Thì nó bền bỉ hơn. Rồi, the tip angle of most twist drill is 118 degrees. Ok. Thì cái tip là cái gì? Cái tip nè. Là cái phần tip này nè các bạn thấy không? Đó, thì đây là cái tip nè. Cái tip. Đó, thì cái point angle nè ha. Đó, thì các bạn nhìn này không? Thì chung nó sẽ là 118 degree. Rồi, đó là 118 độ. Ha. Còn nếu như mà những cái mà 135 độ thì nó mạnh hơn 118 độ. Nhưng mà thường những cái mũi khoan đó, nó sẽ là 118 độ ha các bạn ha. Thì hôm nay các bạn học về mũi khoan rồi ha. Thì ở đây chúng ta chỉ cần nắm bắt là drill diameter nè, rồi cái tip là bao nhiêu nè để mình tính ra được cái độ sâu mình cần ha. Rồi mình biết cái này nó gọi là cutting leaf nè. Cutting leaf nè ha bạn ha. Rồi mình cần phải biết cái này nó gọi là flute ha, cái lưỡi nó gọi là flute. Thì thường thường cái mũi khoan nó sẽ có hai cháu thôi à. Hai hai flute có nghĩa là hai cháu. Đó, thì bài học hôm nay chúng ta kết thúc, và ngày mai chúng ta sẽ học về cái mình gọi nó là ngày mai là phần vui á, ngày mai là phần quan trọng, các bạn nhớ đón coi. Nói chung là video tiếp theo mình sẽ dạy về tháp tarot, làm thế nào để tạo ra được cái lỗ ốc ha, để được cái lỗ để dặn ốc.
ha. Thì hôm nay bài học chúng ta sẽ tới đây thôi ha. Đấy. Thì ở đây là cái twist twist drill ha, twist. Các bạn nhớ là twist còi hay là gì đó rồi thêm s vô thì nó sẽ là twist drill. Đó, hoặc là bạn có thể dùng drill drill ha. Qua ngày mai chúng ta sẽ học về tab nha. Ok. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Và nhớ subscribe cho mình nha để kênh mình đạt được nhiều người biết, đạt được nhiều lại subscribe ha.